Siêu phẩm về hàng rồi các bác ơi. Một cái dòng loa em mới về các bác nhá. Chưa ai có đâu các bác ơi. Ở thị trường Việt Nam em là cái người tiên phong nhập đầu tiên về để em giới thiệu cho các bác đây. Đấy. Bát 50 Hewell các bác nhá. Em là cái người giới thiệu đầu tiên, em cam kết cho các bác như vậy. Hàng chính hãng nguyên hộp em vừa bóc ra các bác nhá. Con này có model này. 18LDS100G3 các bác nhá. Đây là phiên bản mới nhất của nó. Đấy, em về cái dòng này để phục vụ cho các bác nào làm show sự kiện này. Thì các bác chơi những dòng loa này, bát 50 này cho các bác chuyên súp nhá. Lưu ý cho em chuyên súp, các bác nào mà cần súp bạo lực, súp khỏe rồi là súp mạnh thì các bác chơi dòng này cho em. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác. Video em giới thiệu sản phẩm nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 đi. Em sẽ lên video phần 2, em sẽ dựng cái mẫu bát này lên thùng để em test. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh. Còn ở video này em chỉ giới thiệu sản phẩm thôi các bác nhá. Đập hộp sản phẩm này các bác này. Đấy, bát 50 Hewell, hai tầng côn 100 nhôm dệt, gân vải 3 gân, màng chống nước này, màng xếp ly lượn sóng các bác nhá, màng chống nước lưu ý cho em. Đấy, phiên bản mới nhất các bác nhìn đã chưa? Úi xồi ôi các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Dã man luôn đấy. Úi xồi, thôi em cứ để xuống nhận đỡ nhé. Đấy, con này có model đây, con này model nó đây, con này 18LDS100G3 này. 1500W trở kháng 8 ohm. 1500W. Đấy, nhưng gấp đôi công suất lên, hai tầng côn nhôm dệt gấp đôi công suất lên nhà mắc 3000 các bác nhá. Đấy. Xương nhôm này quá chất luôn con này. Sản phẩm nó sẽ như này, em quay kỹ cho các bác xem này. Thấy chưa các bác, giấy điện bọc từ ngoài vào trong này. Đấy, đây các bác nhá. Đã chưa, nhìn này các bác nhìn này, theo cái chiều này đi. Úi xổ. Đấy, côn trăm này, dã man luôn này. Nếu các bác xài những dòng này là bác nào mà chịu chơi xài dòng này, dòng cao cấp rồi. Đi làm show, đám cưới, sự kiện thì ổn định luôn các bác nhá. Đấy, các bác cần cần chi tiết về cái dòng này thì liên hệ em. Con này thì em cho các bác thêm thông số nhá. À, em có cái tờ giấy catalog của sản phẩm đấy, các bác nào cần thì nhắn tin qua Zalo để em gửi cho các bác xem chi tiết nhất. Con này thì của nó là nặng của nó rơi vào 9,5 kg trên một cái các bác ơi. Trở kháng 8 ohm các bác nhá. Độ nhạy 96,7 dB và giải tần của nó là 33 đến 1500 Hz. Ok chưa các bác ơi? Các bác cần thêm thông số liên hệ em. Để các bác thợ lấy số lượng giá rất rẻ. Liên hệ em các bác nhá để nhận giá tốt nhất. Làm gì ai có một mình em có. Liên hệ em đi các bác ơi. Đấy, video này mà hay các bác nhớ ấn like, vẫn chia sẻ, vẫn đăng ký kênh các bác nhá. Tiếc gì cho em một đăng ký kênh với cái mẫu này. Em xin dừng video nha, hẹn gặp lại các bác ở video phần 2.